mày đang đến được. Không đi đâu. Không đi đâu. Không đi đâu. Cái này có nhiều máu. Được. Alo, alo. Vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu tiếp theo. Tanzania. Bên kia là cho Son và Bơ. Thông tin từ em heo, à thông tin từ game thủ à. Chim nhà dài bảo vệ là như vậy. Bạn đã có bách bảo phú. Quá hay, một bầy hiếu. Tuyệt vời. Vâng, chip được dài báo về mèo mèo cầm vơ. Cái này chip thuộc map rất tốt. Hay vợ ông nhổn, vợ anh có thuộc map không? Ông bà xã nhà ông nhổn thuộc map chuyện này thì tươi. Nhiều khả năng là có 1 đến 2 nhà oảng. Vâng, chúng ta cùng quay lại màn hình máy ở game thủ Gunny. Bài cầm pan mà tôi thấy thật là tươi. Rất tốt. Đây là Ajinomoto. Ajinomoto của game thủ Tom Krui. Rồi có lẽ chúng ta hãy cùng dạo qua mấy máy của Gunny thôi. Chúng cần fan một bài có bảo phụ. Và đi đợi là hai máy bảo phụ. Bài này là bài mắc Gunny. Câu con voi này phá binh. Bầy hiêu hãy quả nhiều khả năng ăn tranh với nhà game thủ màu 4 rồi. Cái màu vừa rồi thì tôi không nghĩ đấy là màu 8 được, mà là màu 4. Màu 4 đang dò khá xa. Hay là màu 4 ở ngay góc 12 giờ xuống một tí. Câu một con voi từ quá xa về đến nhà chính nhà của mình. Đặt. Khoảng rồi. Vâng, ăn mãi quả thôi. Như vậy là khoảng 4. Cái BG thì là đẹp nhất. Đẹp nhất của đất mắc binh. Có một con voi gần. Đây là một cái quả mắc binh. Vâng, con voi kia quay đầu lại thì nó gặp đúng bờ luôn. Gặp đúng cái bãi VS của cái vùng của mèo mèo. Đây là một dấu hiệu lành cho cái vùng mèo mèo trong trận đấu này. Mèo mèo cầm pơ, tôi không muốn đâu, mèo mèo là người cầm pơ, không lên đời. Hay quá trời ơi, mèo mèo không lên đời. Đóng 20L sao? Tu vãi chày đóng 20L kìa. Nhục nhã con hà mã. Gunny đóng 20L. Vâng, quảng. Đấy, một bài đáng nhẽ là đầu người sớm mà đâm về thành cuối người muộn. Ơi đèn. Có lẽ chúng ta hãy cùng chờ đợi con rò để nó chạy. Nó sẽ chọc vào những cái điểm làm ăn của game thủ mèo mèo thôi. Bây giờ thì giáp lên. Nâng giáp lên. Làm đi là cõng rồi. Vâng, anh không nhớ mình nâng gì, anh không nhớ mình đóng gì.
đúng là đen, đóng VL2. Mèo mèo đang có địa điểm tập kết nữa ở đây. Một địa điểm có cả voi, con ngựa giò là sẽ tìm đến bãi quả. Và bò bế nó kiểu gì đây? Không đóng L2 sao huynh? Bên phía người bạn có một pơ và một cái gì đấy. Và nhiều khả năng là đóng P trong tên này. Tôi nghĩ là 2L vắt thì sướng hơn. Tôm cầm nhà mà 2L vắt hoặc là 1L 1A cũng được. Tôi thích cái kiểu chém trâu đến từ cái thủ công rồi. Tôi lại không khoái lắm cái kiểu đánh chém 1L. Vâng, xem nó không được sướng mắt. 1A nó được thiết kế rồi. Con dòi của cái lùng meo nó chưa công chưa giáp. Rồi dò nó chạy tầm tọc tầm tọc. Là gà nó tầm tọc tầm tọc chạy đến. Thôi ra ăn con voi luôn. Ờ sao Gani không ăn con voi? Con đóng cái BP. Vâng, chọc chết con dòi đi thôi. Bánh xe đã được nâng cấp chưa? Nâng xong bánh xe rồi. Chạy về ăn con voi. Bây giờ thì dường như đang có một tên chéo cánh, đang có đôi voi ngay gần nhà. Tôi biết điều đấy mà. Đây mà địch máy cái bộ tôm rồi. Anh đang bị công phu. Đen. Công phu đến từ chơi son. Gani đang cần phải sang. Cần phải có... Vâng, đây rồi, cảnh sát đang sang rồi. Còn bây giờ thì lao chém cũng lao lạc đà của mình vào. Vào trong tên này. Để có thể ăn dân. Vâng, ăn con phù thủy trước. Mình cũng phù Gani đang quá nhiều tay. Đi quá nhiều tay, quá lắm tay. Chúng ta có thể thấy anh đang quá nhiều tay trong tuần này. Vâng, rất hay. Khi anh đang có rất nhiều tay. Bây giờ thì tôm có như một con trâu không? Như vậy thì anh đang lủng lẳng của tôm. Vâng, meo meo đánh cái bài công phù đập dân này rất hay. Vâng, chốt e và thành công rồi. Đống nông dân này không thoát được, tôi nghĩ là như thế. Nó sẽ rất khó thoát. Và có một con chém vào trong người nữa thì tôi nghĩ là đống nông dân này vẫn ra được rồi. Sức công phá của chém là rất khỏe. Vâng, mèo mèo đánh rất khôn, rất quái. À đấy là Yugi. Vâng. Yugi đánh quá quái. Vâng, người 9 trên 32 tham lai đánh đuôi người 32. Đây là một trận thi đấu mà nhiều khả năng pơ đang chuyển A rồi. Đang đi chạy con dung lờ đi nhưng không thành công. Bây giờ thì tôm cần phải khỏe hơn. Lực của tôm thì khỏe nhưng mà đồ nhanh thì không nhiều. Còn chúng ta phải thấy UV ôm nhà của game thủ tôm tốt như thế nào. Tôm phải đóng A vào bên trong xin tôm. Bây giờ thì lạc đà nó ốp đến nhà như này thì anh khóc một tiếng mán. Cần đóng hai nhà bên trong. Cần hai nhà bên trong thôi. Bây giờ thì xóa ruộng ra. Phù thủy đứng bên ngoài nó sẽ phù những con lạc đà của cái thủ Gani và như vậy thì lại tự thò tay bóp cổ. Màn hình máy ở cái thủ Gani anh đang bú được một bãi quả tiếp theo. Thì làm gì tiếp? Vâng, anh qua anh quanh. UV còn dâng P cả vào bên trong rồi nữa. Đen ra để cho cái thủ Gani ra. UV đánh quá quái, đánh quá hay cái bài như này. UV đánh thực sự là tốt. Thì phù thủy đang ra rất nhiều. Tôi nghĩ rằng cái thủ tôm nuôi cần đóng một cái VP để thủ bên trong. Anh không dại gì mà đánh theo kiểu này cả, đánh kiểu này quảng ngay. Bây giờ thì quảng chưa? Gần quảng rồi. Tôm ơi. Sao không đóng E vào nhỉ?
Ê ôi. Đóng vào đi anh, đóng nghe vào đi. Lại chạy nông dân không đóng nghe. Xây cả nhà lờ trong nhà ấy. Xây lờ, xây nhà, xây cây, xây tu rồi. Ôi. Năm nay tự nhiên tụi cũng còn 15. Bây giờ thì phơ như một con trâu. Danny thì nuôi như nuôi con mọi. Con đẻ cái điệu Vani quýt đấy, cái điệu cay lắm đấy. Cay tức. Cái điệu quýt điệu Vani điệu cay lắm đấy. Cùng vô thôi. Chúng ta